Còn tại Quảng Ninh, vào tối qua thì đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Móng Cái đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Đông Nhi có địa chỉ ở khu 8 phường Hải Hòa, đã phát hiện nhóm thanh niên gồm 8 người bất chấp quy định trong phòng chống dịch COVID-19 vẫn tụ tập hát karaoke. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị thành phố Móng Cái ra quyết định xử phạt đối với chủ cơ sở 15 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở kinh doanh này. Giao cho Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa xử phạt 8 khách hát với lỗi không đeo khẩu trang, tổng số tiền phạt 16 triệu đồng. Đồng thời thực hiện ngay biện pháp cách ly y tế tập trung buộc trả phí đối với 8 người này. Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng các hoạt động của các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường. Hành vi vi phạm các quy định trên đã được chính quyền thành phố Móng Cái xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả và an toàn. Một vụ việc khác cũng cho thấy ý thức rất kém trong công tác phòng dịch của một bộ phận cá nhân. Bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động karaoke để phòng chống dịch COVID-19, một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động karaoke trá hình. Qua buổi kiểm tra của lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua, còn phát hiện trong nhóm khách người nước ngoài có mặt ở nhà hàng này có cả người đang trong thời gian tự cách ly. Bất ngờ kiểm tra nhà hàng The King trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 vào tối 4 tháng 5. Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện có 6 phòng đang tổ chức cho khách trong nước và nước ngoài ăn uống, hát karaoke. Mặc dù thành phố đã yêu cầu dừng hoạt động karaoke từ ngày 30 tháng 4, kiểm tra nhóm người nước ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận có 4 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản. Điều đáng nói, trong đó có một khách người Trung Quốc mới vừa hoàn thành cách ly tập trung tại Hưng Yên vào ngày 21 tháng 4 và được yêu cầu tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, chỉ mới 13 ngày, người này đã có mặt tại nhà hàng The King. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định phòng chống dịch đối với nhà hàng, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên và khách tại đây.